Xin chào, đây là Trường và Mark1 đây. Mọi người biết câu hỏi của mình hay gặp nhất ở trong tất cả các cơ sở của Mark1 là gì không? Khách hàng đến và đặt ra cho chúng mình một câu hỏi, đó là MacBook này pin dùng được bao lâu? Đây là một câu hỏi mà bất kỳ khách hàng nào khi mà chọn một chiếc MacBook cũng đều hỏi chúng mình, kể cả Air hay là Pro, kể cả máy lớn hay máy nhỏ, tất cả đều sẽ có một câu hỏi như vậy. Vậy thì câu trả lời cho câu hỏi này là gì? Mình cũng không biết. Và tại sao mình lại không biết trong khi mình đang phải tư vấn máy cho các bạn? Thì đây sẽ là câu trả lời. Bắt đầu ngay sau intro nhá. Đầu tiên, chúng ta cần phải xác định rõ ràng công việc của chúng ta là gì. Khi mà các bạn sử dụng máy cho công việc là thiết kế đồ họa 3D này, dựng video này, thì chắc chắn rồi nó sẽ ăn điện hơn rất là nhiều so với cái sức mạnh ở CPU này, về quạt tản nhiệt nếu cần này, hoặc thậm chí là cả GPU ở trên máy. Vì vậy, nhiều cái yếu tố ở trên cùng một cái công việc nó cộng vào, nó có thể ảnh hưởng đến cái việc chúng ta sử dụng pin. Nên là không có ai dùng pin mà nó giống nhau được đâu. Vậy đó là cái đầu tiên. Hãy nhìn vào chiếc laptop này. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy rằng màn hình đã chiếm mất một nửa của chiếc máy rồi, một nửa đúng nghĩa đen luôn nhá. Vì vậy nên đây cũng sẽ là yếu tố thứ hai làm cho chúng ta bị tốn điện rất là nhiều ở trên máy, đó là màn hình. Cụ thể hơn thì là độ sáng màn hình. Khi mà chúng ta sử dụng một chiếc laptop, độ sáng màn hình nó có thể ảnh hưởng rất là nhiều về cái pin. Bởi vì ngoài chưa nói đến việc là màn hình có đẹp hay không, xấu hay đẹp chưa nói đến, nhưng khi một cái màn hình đã sáng lên như thế này rồi và cái mức độ sáng của nó rất cao. Cái chiếc máy 16 inch Pro 16 inch 2023, độ sáng của nó lên đến 1600 nits và ở trên một cái màn hình lớn như vậy thì chắc chắn là nó sẽ ăn điện rất là nhiều. Vì vậy nên điều chỉnh lại cái độ sáng của màn hình cũng là một cách để chúng ta có thể là tối ưu về cái thời lượng sử dụng pin. Nhân tiện nói về cái vụ độ sáng này thì một cái làm cho chúng ta bị tốn pin đó là độ sáng của bàn phím. Nếu như chúng ta để thủ công thì nó đang ở mức như thế nào? Ví dụ như ở cái văn phòng như thế này thì chúng ta cần gì đến đèn bàn phím, đúng không? Vì vậy hãy tắt nó đi và khi về nhà ở những nơi ánh sáng yếu hãy bật nó lên và sử dụng bình thường. Như vậy thì sẽ tiết kiệm pin hơn đấy. Cũng như mình đã nói ở bên trên thì các ứng dụng đặc thù để chúng ta sử dụng cho công việc nó sẽ làm cho chúng ta tốn pin hơn bởi vì nó ăn nhiều vào cái tài nguyên ở trên máy. Ví dụ như là Premiere Pro hay là Logic Pro. Thôi, hai cái này mình không nói đến nữa. Nó quá là đơn giản và dễ hiểu thôi. Thì bây giờ ví dụ như là Chrome đi, Google Chrome. Chúng ta sử dụng tầm 15-20 tab Chrome. Sau đó mỗi một cái tab Chrome đó chúng ta lại mở một cái Google Sheet lên. Thì ở trong mỗi Google Sheet đó chúng ta có rất là nhiều cái data. Như vậy nó cũng là một cái yếu tố làm cho máy của chúng ta bị tốn pin. Bởi vì đơn giản nó sẽ sử dụng rất nhiều tài nguyên ở RAM. Và như vậy thì nó cũng làm cho RAM chạy liên tục và nó cũng sẽ tốn pin hơn bình thường. Mặc dù mọi người có thể nghĩ rằng Chrome thì có làm gì đâu mà tốn điện, nhưng không, cũng có nếu như chúng ta sử dụng nó ở một cái hiệu năng cao hơn và nhiều công việc hơn để sử dụng. Ngoài ra nữa, một số các cái ứng dụng mà hay phải chạy ngầm ở trên máy, ví dụ như là Messenger hay đặc biệt mình rất ghét đó là Zalo. Khi mà cái Zalo này nó sẽ có những cái phần dữ liệu đệm của nó rất là nhiều và nó cũng một là tốn pin, hai là sẽ rất tốn bộ nhớ. Vì vậy như mình cũng đã tập một cái thói quen đó là bớt sử dụng Zalo ở trên ứng dụng đi và bắt đầu chuyển sang dùng web để cho nó đỡ tốn hơn ở trên cái dung lượng trên máy. Ngoài ra thì nếu như mọi người muốn đỡ tốn pin hơn thì cũng có thể là hạn chế sử dụng các cái ứng dụng mà chúng ta không cần thiết đến trong cái thời điểm mà chúng ta làm việc. Và để kiểm tra xem làm thế nào để biết được là các cái ứng dụng đó có đang tốn nhiều pin hay không, mọi người có thể làm theo mình như thế này. Chúng ta sẽ bấm command cách, sau đó tìm là giám sát hoạt động. Đây, nó sẽ hiện ra luôn, giám sát hoạt động. Khi mọi người bấm vào đây, hãy chú ý cho mình vào phần năng lượng ở bên trên này và nhìn xem ở đây xem là cái ứng dụng nào đang tốn nhiều pin nhất của chúng ta ở cái thanh bên này. Và ở đây đang có một cái là widget data, nó đang chạy, nó là cái widget ở bên ngoài này đó. Ngoài ra là sẽ có thêm cả Safari và Microsoft Word. Tuy nhiên thì ở đây thì chưa có một cái gì gọi là quá tốn pin ở trên chiếc máy này cả, nên là mình cũng không có quá là đáng lo ngại. Vì vậy nên mình cứ kệ thôi, tắt nó đi. Còn nếu như trong trường hợp mà mọi người dùng những cái ứng dụng như thế này, Photoshop hay là Premiere, After Effects như thế này thì nó sẽ rất là tốn pin nếu như chúng ta phải làm việc với hiệu suất cao ở trong đây. Thì nếu như trong trường hợp mà mọi người xử lý xong cái task của mình rồi, có thể là tắt nó đi và như thế thì chúng ta sẽ tiết kiệm pin được hơn rất là nhiều đấy nhá. Hôm nay mọi người có thể thấy ở đây mình có thêm một cái phụ kiện nữa, đó là giá đỡ máy tính, và nó cũng là cái để mình nói đến tiếp theo. Vị trí và nhiệt độ mà bạn để máy tính nó cũng ảnh hưởng đến cái thời lượng pin bạn có thể sử dụng được. Như mình đã nói ở một cái video đó là tất tần tật về pin của MacBook, thì cái video này mình có nói rằng nhiệt độ mà chúng ta sử dụng máy tính, ví dụ như ở môi trường ngoài đường chẳng hạn, như cái thời điểm hiện tại nắng nóng 38-40 độ thì chắc chắn là máy sẽ nóng lên rất là nhanh, và nó ảnh hưởng đến cái việc là pin chúng ta sử dụng được lâu hay không. Bởi vì pin nó nóng lên thì cái việc mà chúng ta sử dụng được lâu dài cũng rất là khó. Và đặc biệt nếu như bạn còn đang sử dụng MacBook, đang sử dụng chip Intel thì cực kỳ phải để ý về nhiệt độ, bởi vì trên con chip Intel nhiệt độ rất nóng. Và mình nghĩ là các bạn cũng đã nhận ra điều này. Vì vậy, dùng MacBook nói riêng hay bất kỳ laptop nào nói chung, chúng ta nên cố gắng là sử dụng được ở bên trong nhiệt độ phòng bình thường hoặc có điều hòa thì càng tốt. Ngoài ra thì có thể là sử dụng thêm những cái đế tản nhiệt như thế này để máy của chúng ta lên. Máy sẽ có một cái khoảng hở ở đây để ví dụ như là MacBook Air nó tản nhiệt kim loại thì nó cũng sẽ thoáng hơn, hoặc MacBook Pro khi mà tản nhiệt bằng quạt nó cũng sẽ đưa đẩy không khí nó tốt hơn nhiều. Ok nhá. Và cuối cùng, yếu tố để cho chúng ta có thể biết được rằng một ngày chúng ta sử dụng được bao nhiêu pin, đó chính là chính chiếc pin của chúng ta. Khi mà mọi người sử dụng pin ở trên MacBook thì hãy để ý, đặc biệt là với bạn nào mà đang đi mua máy cũ nhá. Hãy vào bên trong phần thông tin của máy và kiểm tra xem chu kỳ sạc của máy là bao nhiêu. Thường đối với cả công bố của nhà sản xuất thì chu kỳ sạc là 1000 lần thì chúng ta bắt đầu có cái sự ảnh hưởng với pin và bắt đầu cần phải thay pin rồi. Và mọi người hãy làm theo mình nếu như mọi người chưa biết thông số này ở đâu. Đầu tiên bấm vào quả táo, sau đó kiểm tra vào phần giới thiệu về Mac này. Đối với các bản cập nhật Ventura thì nó sẽ hơi bị lằng nhằng một tí, nhưng nếu bạn nào dùng các bản cập nhật thấp hơn thì có thể bấm luôn vào phần báo cáo hệ thống nhá. Còn các bạn dùng Ventura bấm vào thông tin khác này, kéo xuống bên dưới chọn vào báo cáo hệ thống. Ở đây mọi người bấm vào phần nguồn điện hoặc là power nếu bạn để tiếng Anh. Và đây số lượng chu kỳ. Ở đây thì tất cả các máy kể cả Intel hay là M1 đều có cái chu kỳ sạc này thôi. Còn đối với cả M1, M2 sẽ có thêm phần dung lượng tối đa nữa. Và hãy để ý vào hai thông số này. Thông số bên trên thì có thể là 1000 lần thì chúng ta bắt đầu có thể là đổi một chiếc pin khác rồi đấy. Còn nếu mà các bạn dùng M1, M2 thì có thể xem thêm ở dưới này. Nếu mà pin của nó dưới 80% nhưng mà chưa đến 1000 chu kỳ sạc thì cũng có thể bắt đầu góp gạo dần và đến với cả các cơ sở của Mac One và thay cho mình một chiếc pin xịn sò nhá, để đảm bảo là pin có thể sử dụng được lâu dài nhất. Tổng kết lại sẽ không có con số nào và cũng không một câu trả lời nào chính xác cho việc là pin MacBook dùng được bao nhiêu lâu. Tuy nhiên, với những yếu tố ở bên trên, mọi người có thể là kéo dài tối đa nhất trong cái việc sử dụng pin MacBook trong vòng một ngày nhá. Và hy vọng sau khi biết được các yếu tố này, mọi người có thể thay đổi cái cách sử dụng của mình và tối ưu được pin cho MacBook được tốt hơn. Nếu thấy video này hay, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Mac One để không bỏ lỡ những nội dung cực hay ở trên YouTube, YouTube Short và TikTok nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.